khóa của các em là một cái khóa rất là đặc biệt vì đã có cái giai đoạn, tức là phải trải qua cái thời gian vì dịch đại dịch Covid-19. Các em không được, tức là tới trường cũng như là các em phải học tập online, và cũng nhờ cái sự cố gắng các em cũng như là cái sự giúp đỡ tận tình của các thầy thì các em đã có được cái kết quả ngày hôm nay. Đang giữ vị trí là giám đốc mạng doanh nghiệp lớn của Amazon Web Services tại Việt Nam, thì anh hy vọng là với cái ví dụ điển hình của anh thì có thể là một cái tham khảo để cho tụi em có cái niềm tin và động lực để phát triển cái sự nghiệp cho mình trong cái ngành công nghệ thông tin cũng như là phần mềm trong tương lai. Thì theo anh, để mà có cái thành công trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân sau khi ra trường thì các em cần chú ý các điểm sau đây. Thứ nhất, các em cần đặt mục tiêu, biết mình sẽ trở thành ai, sẽ làm được gì trong vòng 5 năm tới, 10 năm tới. Thứ hai là cố gắng, nỗ lực, không ngại khó, ngại khổ, chấp nhận rủi ro. Và quan trọng hơn nữa là mình thường xuyên, liên tục duy trì cái việc là học tập, lắng nghe, trao đổi từ đồng nghiệp, từ Internet, từ các cái cộng đồng công nghệ. Việc đó nó sẽ giúp cho mình liên tục là cập nhật và có những kiến thức mới, cũng như là có những cái cơ hội mới khi mà mình tương tác và giao lưu với lại đồng nghiệp và bạn bè. Một cái điểm anh nghĩ cũng rất là quan trọng nữa, đó chính là kỹ năng mềm. Tại vì để trở thành một cái người thành công và được cất nhắc lên các cái vị trí lãnh đạo, thì ngoài kỹ năng cứng chúng ta cần kỹ năng mềm, ví dụ như là kỹ năng về ngôn ngữ, kỹ năng về làm việc nhóm, kỹ năng về xử lý tình huống. Thì một lần nữa rất là hy vọng các em có một cái con đường thành công sắp tới trong sự nghiệp. Hiện giờ mình đang là giám đốc của FPT Skill King, là một trường đào tạo về Digital Marketing của tập đoàn FPT. Lăng Lan là một cái nền tảng rất là tốt để có thể cho các bạn phát triển những cái kiến thức hoặc là những cái kinh nghiệm từ những thầy cô đã truyền đạt cho mình, cũng như là cái môi trường học tập, cái sự năng động của sinh viên ở đây đã là một những nền tảng rất là tốt để giúp mình có được như ngày hôm nay. Nhân dịp này thì chúc các bạn sẽ luôn thành công ở trong cái con đường sắp tới. Và trong suốt cái quá trình mà em làm việc và tham gia vào rất là nhiều những dự án thực tế, thì em nhận thấy những kiến thức mà nhà trường cũng như là ngành học đã trang bị cho sinh viên là những kiến thức thực tế và những kiến thức nền tảng và rất là quan trọng, giúp cho sinh viên có thể dễ dàng nắm bắt cũng như là gia nhập vào những cái dự án thực tế, cũng như là làm ở nhiều vị trí khác nhau trong một cái khâu phát triển phần mềm, ví dụ như là Product Owner, Tester, Developer, Scrum Master. Thì những cái kiến thức như vậy nó đòi hỏi rất là nhiều những kỹ năng đã được trang bị một cách rất là kỹ càng trong cái ngành học. Như là một người anh đi trước, tôi xin gửi lời khuyên chân thành tới tất cả các tân khoa hôm nay. Con đường phía trước của các bạn còn rất là dài, không ngừng nỗ lực học hỏi, trau dồi kiến thức, khám phá những công nghệ mới, thích nghi với mọi kỹ thuật được yêu cầu, cộng với cái khả năng nâng cao trình độ tiếng Anh của mình thì sẽ là chìa khóa thành công cho tất cả các bạn trên con đường sự nghiệp phía trước. DK Technology Việt Nam may mắn có dịp được hợp tác với khoa công nghệ thông tin trong một số cái hoạt động được dành cho các bạn sinh viên trong thời gian gần đây. Và qua đó thì chị cũng rất ấn tượng khi mà được làm việc chung với các bạn sinh viên ưu tú, năng động, và các bạn cũng luôn hết mình tìm tòi học hỏi những điều mới và trau dồi thêm những kỹ năng mềm cho bản thân. Từ đó, trường đã cung cấp cho các doanh nghiệp nói chung và DK Technology Việt Nam nói riêng các kỹ sư phần mềm ngày càng chất lượng hơn. Ngành công nghệ thông tin và trong đó có kỹ thuật phần mềm là một cái ngành đang phát triển, vẫn đang rất là nóng và sẽ có nhiều cái thay đổi trong tương lai. Thì thầy mong muốn là các em sau khi tốt nghiệp ra trường vẫn tiếp tục cái ý chí học tập sáng tạo, vẫn
theo đuổi cái mục tiêu của mình để có thể đóng góp được nhiều hơn cho cái công việc, cho cái sự nghiệp của các em. Ngày tháng trôi qua trong kỷ niệm, qua đi bao nhiêu vui buồn nào ai hay. Một thời hôn nhiên mơ mộng nhiều vu vơ, hãy lưu lại sâu trong trái tim mình. Lang thang đi trên sân trường vắng, chặt cánh phượng hồng còn vương nơi này. Tạm biết từng lớp học buồn giật chia tay rồi, cho tôi yêu thêm nơi này một chút, một chút thôi để tôi nhớ. Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Tạm biệt lúc ta đi với nhau khi tan trường. Tạm biệt mới là người bạn thân nhé. Tạm biệt xa rồi bạn đừng quên tôi. Tạm biệt nhé nơi này, bye bye. Khóa 23 của cái khoa số nhân văn, trong đó có ngành là Đông phương học và văn hóa ứng dụng. Đây là khóa đầu tiên của trường Đặc Văn Làng. Em khi ra trường ấy, là nhớ cái trường Đặc Văn Làng, nơi là giúp các em cất cánh, và tôi tin cất cánh được và các em sẽ ra những biển lớn. Bởi vì Văn Làng là luôn luôn hướng đến cái mới, thay đổi, khai phóng, cho nên là các em phải nhớ về Văn Làng, đó là cái khởi điểm bắt đầu các em cất cánh và ra biển lớn. Và tôi vẫn nghĩ rằng chính cái trường Đại học Văn Lang đã tạo ra cái môi trường đào tạo đúng với tinh thần là sáng tạo. Đó. Và sinh viên của chúng tôi luôn luôn vẫn là được hướng dẫn làm sao để quá trình từ đào tạo rồi đến khi tốt nghiệp sau này vẫn có thể tự đào tạo được. Có lẽ đấy chính là những cái trải nghiệm mà tôi tin rằng sinh viên của ngành chúng tôi và của bất cứ các ngành khác sau khi tốt nghiệp ra trường đều có thể bước tiếp theo những cái khát vọng vươn lên của cái trường Đại học Văn Lang mà vốn là một ngôi nhà của các bạn. Tôi cũng xin thay mặt là tất cả các thầy các cô trong khoa, những người đã cùng đồng hành với các bạn trong suốt 4 năm trời và cũng luôn luôn mong chờ sự trưởng thành của các bạn trong tương lai gần. Hôm nay không chỉ là ngày trọng đại đối với các bạn tân cử nhân, mà còn là ngày hân hoan đối với ngành Đông phương học trường Đại học Văn Lang. Bởi vì các bạn tân cử nhân chính là khóa sinh viên đầu tiên tốt nghiệp kể từ khi ngành Đông phương học được thành lập. Từ ngày mai, các em đã trở thành những công dân của xã hội. Và những điều các em sẽ phải đối diện, cũng như những điều các em có thể học hỏi, sẽ còn rộng lớn và phong phú hơn rất nhiều. Với tất cả những tri thức cũng như kỹ năng mà các em đã được đào luyện trong suốt 4 năm vừa qua, thì mong là các em có thể viết tiếp những trang của cuộc đời mình một cách thật sống động và nhiều màu sắc. Thì chúc cho các bạn tân sinh viên gặp được nhiều may mắn và thuận lợi trong cuộc sống, mặc dù thầy biết rằng trong cuộc đời chúng ta không phải lúc nào cũng chỉ gặp được những điều nguyện ý. Nhưng dù trong hoàn cảnh khó khăn, thầy cũng mong là các em có đủ ý chí và nghị lực để vượt qua. Khi bé rộn ràng khắp sân trường, là hè đến mang theo nỗi buồn hàng ghế đá. Bạn với tôi, mỗi người mỗi phương trời. Dù buồn trong tim nhưng tôi gắng không khóc, nước mắt đừng tuôn trào khi xung quanh bạn luôn có tôi. Nhủ lòng hãy vững